Hello anh em, mình là Kim Motul. Ở clip hôm nay ấy, thì mình không làm những cái clip mà chia sẻ về độ chế những cái bộ điện hay là những cái bộ ổn định điện dành cho xe Jim, xe Way hay là một số các loại xe khác. Thì ở clip hôm nay ấy, thì cũng là do nhu cầu của anh em thì muốn làm một cái clip chia sẻ về cái cách lựa chọn những cái buji như thế nào cho nó phù hợp. Và hiện tại thì bên mình là đang có bán những cái mặt hàng là buji bạch kim anh em đây ạ, buji bạch kim xuất xứ từ Thái Lan đó. Ở đây nó có chữ made in Thái Lan. Đây thì cái hình bên ngoài to đây anh em dễ nhìn này. Một thương hiệu AT rất là nổi tiếng của Thái Lan đó. Đó, đây là mã của cái buji. Đó, made in Thái Lan luôn anh em ơi. Buji bạch kim. Cái buji bạch kim ấy thì anh em hiểu là cái đầu đánh lửa ở đây. Đó, thường là nó làm rất là bé và cái vật liệu mà nó cấu thành lên cái đầu ánh lửa này nó là bằng bạch kim anh em nhé. Bạch kim thì nó cũng rất là đắt đỏ mà cái đầu bạch kim này thì cái điện trở của nó rất là thấp mà nó đánh cái dòng điện ra đây thì nó rất là chuẩn này đó. Thì thường là các anh em là mình hay biết đến cái thương hiệu là buji NGK cũng như là buji Denso. Thì đây mình có cái buji NGK đây, hàng xịn anh em nhé. Đây mã của nó là C6HSA. Đó. Ở đây thì mình có cái buji C5HSA. Những cái buji mà C5HSA này nó sẽ phù hợp với những cái xe mà Super Dream hoặc xe Wenfa. Nó sẽ phù hợp với những cái xe mà dưới phân khối 125 đổ xuống anh em nhé. Và phân khối trên 100. Đó. Thì còn cái buji mà C6 này thì nó sẽ phù hợp từ cái xe 110 cho đến 125 quay đầu anh em ơi. Đây là buji chân ngắn. Thì bây giờ là mình sẽ sâu hàng, mình bóc cái hộp này ra. Ở đây thì trước tiên thì anh em cũng xem qua về cái hình thức bên ngoài nó. Đó, đây là tên thương hiệu này, buji này, xuất xứ Thái Lan. Ở đây thì nó in những cái quy cách các thứ đó. Thì cái này anh em cũng không cần quan tâm nhiều lắm. Nó chỉ bước đen và các cái khe hở của nó. Đó, thì bây giờ là mình sẽ bóc hộp này ra. Đây là buji dành cho xe Jim anh em ơi. Đó, buji dành cho xe Jim thì cái chân nó sẽ ngắn như này. Đó, thì anh em để ý đấy. Đó, anh em nhìn thấy ở đầu đấy buji bạch kim nó rất là bé. Đó. Ở trên cái thân buji nó ghi luôn là made in Thái Lan nhá. Anh em nhìn này, made in Thái Lan đó. Đây là thương hiệu nổi tiếng luôn. Rồi ok. Còn bây giờ là mình sẽ bóc một cái buji NGK hàng xịn ra chứ không phải hàng nhái anh em ơi. Đó, buji NGK thì nó làm có thêm một cái chụp nhựa đây để bảo vệ cái đầu này. Đó, thì bây giờ là mình sẽ dơ lên cho anh em coi. Anh em có nhìn rõ không ạ? Ok, để mình lấy nét vào cái buji này đã. Đó. Anh em nhìn thấy sự khác biệt chưa? Cái thằng buji bạch kim này, cái đầu chấu đánh lửa nó rất là bé. Tia lửa đánh gọn, dứt khoát, không bị tòe loe như cái thằng buji NGK đây. Mặc dù buji NGK đây là buji Jim anh em nhé. Anh em nhìn cái đầu chấu ở chỗ này nó rất là to. Và anh em nhìn khi nhìn ngang như này thì anh em cũng có thể phân biệt được cái buji NGK, cái khe hở của nó rất là bé, rất là gần. Có nghĩa là từ cái cực điện ở giữa cái tàu buji, ở cái chân buji này, từ cái xứng trắng này cho đến cái đầu chấu cong ở trên này nó rất là gần anh em nhé. Đó, còn cái buji này điện nó đánh rất là khỏe thì nó lại làm cái độ cách từ cái chân tim của cái buji đến cái chấu cong ở đây nó xa. Nó xa như thế là gì? Là khi cái buji nó bật một tia lửa điện, cái tia lửa điện nó dài thì nó đánh, nó sẽ gây cháy tốt hơn là cái buji mà ở cái đầu chấu này ấy, nó đánh lửa gần như này thì nó sẽ đánh lửa và nó tỏa nhiệt đám cháy, nó sẽ không dữ dội bằng cái thằng buji bạch kim ở đây. Đó, về độ bền thì cái buji bằng bạch kim thì chắc chắn nó sẽ bền hơn cái buji NGK ở đây rồi. Đấy là điều đương nhiên bởi vì buji NGK đây là buji loại bình thường. Đó. Đây là hình thức bên ngoài. Đó, buji NGK hàng xịn anh em nhé. Còn đây là buji bạch kim
hàng Thái Lan đó. Thì bên mình có hỗ trợ là bán hàng và ship cái buji này trên toàn quốc anh em ơi. Đó. Thì cái buji này bên mình bán với giá rẻ nhất hành tinh luôn. Thì anh em có nhu cầu thì liên hệ số 0165614688 gặp Kiên Motul thì mình sẽ báo giá trực tiếp cho anh em. Cái buji này giá nó chỉ nhỉnh hơn cái buji NGK này có một chút xíu cho anh em ơi. Đó. Thì thường là dân mình hay đi cái loại buji này thì chắc là cũng nắm được cái giá thành của cái buji này rồi. Cái buji này nó chỉ nhỉnh hơn một ít thôi nha anh em ơi. Đó. Chưa đến 100k. Ở trên thị trường ấy thì mình có thấy rất nhiều đơn vị bán những cái buji mà bạch kim như thế này, hàng nhập khẩu như này thì cái giá của nó cũng rất là trên trời anh em ạ. Đó, thì ở đây ấy, thì mình có thêm một cái buji cũng là buji bạch kim. Đó. Đây là loại chân dài anh em nhé. Đó, nó sẽ khác buji xe zin vào đây. Là cái gen này buji xe zin ngắn, gen này buji nó dài. Cái này thì nó dành cho xe Future Neo. Đó, rồi là xe Way S, GSX. Đó, thì anh em mua về là lắp vào là chạy thôi. Thì hôm nào thì có thời gian rảnh rỗi thì mình sẽ test giữa hai cái loại buji này, xem là cái thằng nào đánh lửa hiệu quả hơn và nó sẽ bốc hơn như thế nào. Thì nếu mà nói về lắp vào xe để nó bốc hơn hay không bốc hơn thì cái người đi sẽ không cảm nhận được, nhưng cái độ dễ nổ của cái xe ấy, thì người ta sẽ cảm nhận được ngay. Cái xe nó đã dễ nổ rồi thì anh em sẽ là mình đi khi tăng tốc lên ấy, thì cái buji nó đánh lửa khỏe, nó sẽ đốt cháy một cách triệt để. Đó. Còn khi anh em giữ đều ga ấy, thì cái lượng nhiên liệu vào trong bùng đốt cộng với cái buji đánh lửa đều thì anh em cũng khó phân biệt. Anh em chỉ phân biệt được cái lúc mà tăng tốc. Khi mà tăng tốc ấy, thì vòng tua máy đang từ chậm đến nhanh đột ngột thì cái lượng nhiên liệu nó sẽ hút vào, có khi nó sẽ nhiều hơn là cái lúc mà anh em đi giữ ga đều. Thì cái buji này nó sẽ phân biệt được ở những cái tua máy như thế, anh em dễ phân biệt. Cộng với cái việc mà đánh lửa nó chuẩn, nó gọn và cái tia lửa dài, nó sẽ gây cho cái đốt cháy ở trong bùng đốt một cách triệt để hơn là cái buji này. Cái buji này ấy, thì là do là cái chân chấu đánh lửa ở đây nó rất là to, điện nó sẽ đánh lòe xòe, nó không gọn điện thì là sinh ra cái dòng điện nó rất là yếu. Còn cái buji mà bạch kim ở đây ấy, cái đầu đánh lửa ở chỗ này nó chỉ có tiết điện là 1 ly thôi anh em ơi. Đó, cho nên là nó đánh lửa rất là gọn và chuẩn. Và cái đầu chấu giữa hai cái mềm mà tiếp xúc để đánh điện đây thì nó rất là xa nhau, cho nên là cái hiệu quả đánh lửa nó sẽ tốt hơn. Và giá thành bên mình bán thì là nó chỉ có nhỉnh hơn cái thằng NGK ở đây một tí thôi nha anh em nhé. Đó, thì cái này thì là mình sẽ hỗ trợ bảo hành trong vòng 1 năm cho anh em. Đó, bên mình bán hàng thì sẽ là luôn luôn có bảo hành. Đó, thì anh em có nhu cầu đặt mua những cái sản phẩm buji hay những cái bộ ổn định điện Haza hay chống trộm hay là nói chung là vân vân thì bên mình sẽ ship hàng trên toàn quốc theo hình thức là COD, nhận hàng rồi thanh toán tại nhà cho anh em, tiện cho anh em. Đó, thì bên mình bán hàng thì là mình ship theo hình thức COD thì anh em không phải chuyển khoản, không phải bắn thẻ để cược sản phẩm như một số các cái đơn vị khác anh em nhé. Cho nên là anh em cứ yên tâm. Đó, đây là bao bì bên ngoài cái hộp nó. Ok. Vâng, đây là cái clip mà chia sẻ và cũng như là giới thiệu cái buji của Thái Lan đó, thương hiệu AT rất là nổi tiếng. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Mình là Kim Motul, hẹn anh em ở cái clip tiếp theo thì mình sẽ có những cái bài chia sẻ về một số các anh em mà có hỏi với mình là cái xe của các bạn ấy là cái xe Zin xe Way mà hay có cái tình trạng là cứ lắp bình ắc quy mới vào chỉ đi được nửa tháng đến một tháng thì cái bình nó lại yếu, rồi là cái bình nó lại không đề được. Rồi một số anh em có hỏi là tại sao mà cái xe của mình đang đi bình thường ấy cứ ga to lên là cái đèn nó sáng một cách bất ngờ, có nghĩa là nó sẽ sáng hơn bình thường mà nó lại hay bị cháy bóng. Thì mình sẽ làm cái clip mà chia sẻ cái cách mà đo
có một con sạc ổn định, khỏe, bền và đảm bảo cho những cái thiết bị sử dụng điện như cái bình ắc quy và những cái bóng đèn như thế nào cho nó bền nhất ở trên xe các bạn. Thì cái này các bạn có thể là tự thay thế được, ra cửa hàng mua một cái linh kiện đó về chỉ tự thay thế được, không cần phải đo kiểm nữa. Nếu như có thiết bị anh em có thể đo kiểm để kiểm chứng cái trên cái xe của mình. Còn nếu như anh em không có thiết bị, ví dụ là những cái xe mà hay bị cháy bóng và những cái xe mà hay bị chết bình ắc quy thì mình chỉ cần nói là anh em có thể làm theo là cũng có thể là cái xe của các bạn có thể tốt lên được rồi. Ok, xin chân thành cảm ơn, mình là Kim Motun.